Những sinh vật nguy hiểm nhất đối với loài người không chỉ là những con vật khổng lồ như cá mập, rắn rết, mà còn là những ký sinh trùng nhỏ xíu trong cơ thể bạn. Trong quá trình sinh học tự nhiên, mối quan hệ cộng sinh giữa một ký sinh trùng và thân chủ có thể có những tác động có lợi, thậm chí là việc thay đổi cả nhân cách con người và sự tiến hóa nữa. Tuy nhiên là mặt tiêu cực của mối quan hệ này thường lớn hơn nhiều so với mặt tích cực của chúng. Hãy cùng tất cả khám phá 7 loài ký sinh làm tổ bên trong cơ thể con người. Ở vị trí 7 thì đó chính là giun lươn, sau trong Gyrodiacid setecoralis. Strongylodes là giun ký sinh ở người gây ra bệnh về đường ruột. Ở giai đoạn ấu trùng thì chúng hình dạng như sợi chỉ, tồn tại độc lập trong đất mà không cần vật chủ. Vòng đời của nó sẽ bắt đầu khi mà ấu trùng tiếp xúc với vật chủ, khi mà vật chủ tiếp xúc với đất có nhiễm phân. Ấu trùng khi đó sẽ xâm nhập qua da, di chuyển các động mạch ở phổi. Từ đó thì chúng tiếp tục di chuyển đến cơ quan hô hấp của vật chủ, đợi cho đến khi được nuốt vào ruột. Ở hệ tiêu hóa thì chúng làm tổ và ăn một cách đầy thoải mái ruột non cho đến khi trưởng thành và tiếp tục sinh sản. Mỗi con cái trưởng thành có thể sống được đến 5 năm. Chúng đẻ ấu trùng vào phân của vật chủ, ấu trùng sẽ theo phân ra ngoài và tiếp tục vòng đời bất tận của mình. Đôi khi là ấu trùng không rời cơ thể qua đường phân mà chúng tự lột xác để phát triển thành một dạng ấu trùng ký sinh ông ruột. Những ấu trùng này sau đó sẽ đâm xuyên thành ruột và di chuyển khắp cơ thể đến gan và phổi. Vật chủ mà nhiễm giun lươn thường có các biểu hiện về đường ruột như là bụng trương phồng, đau bụng, tiêu chảy. Chúng cũng có thể gây phát ban, thở lở ở chân và đôi khi lan khắp cơ thể người bệnh. Nếu tình trạng nhiễm nặng khắp cơ thể có thể gây ho, thở khò khè và một số triệu chứng giống như bệnh viêm màng não. Sáu, ấu trùng ruồi butterfly làm ổ dưới da. Butterfly thuộc họ Orchidae, sống chủ yếu ở Mexico, Trung và Nam Mỹ. Vòng đời của nó thì bắt đầu khi một con butterfly cái bắt cóc và đẻ trứng lên mình cùng một động vật chân đốt chuyên hút máu, ví dụ như muỗi hay bọ chét. Con vật trung gian truyền bệnh này sau đó được thả ra để rồi tiếp tục đi kiếm ăn ở các loài động vật khác, thường là các loài gia súc và con người nữa. Ấu trùng sẽ làm ổ cho vật chủ khoảng 12 tuần cho tới lúc phát triển đủ lớn. Sau đó chúng bò ra ngoài, rớt xuống đất và phát triển thành nhộng ở trong đất. Ở đó thì chúng làm kén cho tới khi phát triển thành butterfly trưởng thành và lại bắt đầu một vòng đời mới. Trứng của butterfly sẽ nhờ đó mà lây sang vật chủ. Chúng phản ứng với sự thay đổi nhiệt độ khi chuyển từ vật trung gian sang vật chủ và nở thành ấu trùng. Ấu trùng này sẽ đào sới để làm ổ và hút máu dưới da vật chủ qua vết đốt của vật trung gian hoặc là qua lỗ chân lông. Chỗ mà chúng làm ổ sẽ sưng tấy, tiết ra mủ và dịch gây đau nhức. 5. Ký sinh trùng amip ăn não. Naegleria foraryi là một loài ký sinh trùng được tìm thấy chủ yếu nước ngọt và ở trong đất. Vòng đời của chúng sẽ bắt đầu ở dạng bào xác bám ở đáy các hồ nước ngọt. Chúng xâm nhập vào cơ thể người qua đường mũi khi tiếp xúc với nước bị nhiễm ấu trùng giun, nhất là lúc vật chủ bơi qua vùng nước ngọt như sông, hồ hoặc là hồ bơi chưa tẩy trùng. Từ mũi thì chúng bơi lên não và tủy sống. Ở đây chúng bắt đầu phá hủy mô não. Khi mà bị hệ miễn dịch tấn công hoặc là khi môi trường không thuận lợi, chúng khả năng tự tạo một chiếc áo giáp để tự vệ. Khi nguy hiểm đã qua, chúng lột xác, bắt đầu tự phân chia và một vòng đời mới bắt đầu. Chúng thì là loài ký sinh ưa nhiệt, vì thế bệnh lây nhiễm nhanh ở mùa hè. Ký sinh trùng amip từng gây viêm não nghiêm trọng, dẫn đến tử vong do mô não bị phá hủy. Triệu chứng sẽ thường xuất hiện sau 2 tuần nhiễm khuẩn, biểu hiện ở nhức đầu, sốt, buồn nôn, cổ bị cứng. Nặng hơn thì người bệnh cảm thấy choáng váng, mất thăng bằng, cũng có thể bị đột quỵ, ảo giác. Quá trình phát bệnh rất là nhanh, có thể gây tử vong trong 3-7 ngày. 4. Salacetosoma masoni làm ổ trong não. Salacetosoma masoni là một loại xà lá hút máu của những động vật có vú. Chúng sống ở những hồ nước ngọt ở châu Phi, châu Á và Nam Mỹ. Vòng đời của chúng bắt đầu khi một con giun trưởng thành đẻ trứng trên các mạch máu quanh thành ruột của vật chủ. Trứng thì theo phân đi ra ngoài. Khi tiếp xúc với nước, chúng nở thành những ấu trùng cực nhỏ. Ấu trùng này thì sẽ bám vào mình những con ốc và chui qua phần thân mềm của con ốc. Ở đó, chúng phát triển thành ấu trùng giun, lớn lên và dần trồi ra khỏi mình con ốc để tìm sinh vật chủ khác với nguồn cung cấp máu. Salacetosomiasis là một bệnh phổ biến ở các vùng nhiệt đới, đặc biệt là châu Phi. Ước tính hàng năm có khoảng 200 triệu cá thể trên khắp thế giới bị nhiễm loại xà này.
Nó thể tồn tại trong cơ thể vật chủ hàng chục năm mà không bị phát hiện, âm thầm phá hủy nội tạng vật chủ như là gan, ruột, phổi hay là lách. Nó rất nguy hiểm chết người nếu mà run đi lạc lên não. Khi gia súc và con người tiếp xúc với vùng nước, axit béo già sẽ hấp dẫn ấu trùng, khiến chúng bơi đến và bám vào mình vật chủ. Chúng tìm đến vết thương hở hoặc lỗ chân lông, phóng thích một chất hóa học có khả năng phân hủy da để tạo ra một lỗ nhỏ xíu, đủ cho chúng bơi vào cơ thể vật chủ. Khi đã ở trong rồi, chúng hút máu và phát triển thành giun trưởng thành. Chúng thường sống ở mạch máu ở gần gan. Ở trẻ em thì bệnh có thể gây thiếu máu, suy dinh dưỡng, ảnh hưởng khả năng học tập. Một số trường hợp nghiêm trọng, giun di chuyển đến não, đẻ trứng và làm ổ ở não hoặc là tủy sống, gây nên tai biến, liệt hoặc thậm chí là tử vong. Chúng ra phối mạch máu và đẻ trứng gần thành ruột. Trứng này sẽ bám theo phần vật chủ và bắt đầu vòng đời mới. Ở vị trí thứ 3 thì đó chính là ký sinh trùng Toxoplasma gondii, gây bệnh viêm não Toxoplasma. Bệnh Toxoplasma gây ra bởi ký sinh trùng đơn bào Toxoplasma gondii. Mèo theo vật chủ duy nhất giai đoạn giao phối của loài này, vì thế mèo thường là nguồn lây nhiễm. Vòng đời loài ký sinh bắt đầu khi mà chúng sinh sản một lượng lớn bào tử ở ruột non của mèo. Số bào tử này ra ngoài qua đường bài tiết của mèo, sau đó được chất thải lại được các loài gặm nhấm như là chuột ăn phải. Một điều kỳ lạ khi bị nhiễm loại ký sinh, các con vật gặm nhấm, chuột thường những thay đổi mặt thần kinh. Thực chất loài ký sinh này đã thâu tóm phần não bộ điều khiển cảm giác sợ hãi của loài chuột đối với mèo. Vì thế nên những con chuột bị nhiễm khuẩn thường mất kiểm soát và bị mèo bắt ăn thịt. Rồi vòng đời loài ký sinh này lại theo đó bắt đầu. Con người có thể vô tình bị nhiễm loài ký sinh qua đường ăn uống và các đường lây nhiễm khác. Phân mèo nhiễm bệnh có thể làm lây nhiễm các vật dụng ở trong nhà, ô nhiễm đất và thậm chí là nguồn nước. Sản phụ bị nhiễm ký sinh trùng Toxoplasma sẽ truyền sang cho thai nhi. Khi mà nhiễm vào cơ thể người, ký sinh trùng Toxoplasma tạo nên những u nang ở mô, thường là cơ xương, não và mắt. Mặc dù nhiều người bị nhiễm loại ký sinh này nhưng lại không có biểu hiện triệu chứng gì vì hệ miễn dịch của họ kiểm soát được. Khi mà cơ thể bị ốm, hệ miễn dịch yếu đi, lúc này sẽ có một số biểu hiện như giống bệnh cảm cúm. Chúng kéo dài khoảng vài tuần rồi biến mất. Tuy nhiên, ký sinh trùng vẫn ngủ trong cơ thể và sẽ hoạt động trở lại khi mà hệ miễn dịch yếu, gây ra một số bệnh mắt cấp tính như viêm võng mạc màng mạch, có thể dẫn đến mất thị lực. Một số nghiên cứu khác được tiến hành để kiểm tra xem liệu ký sinh trùng với khả năng gây ra thay đổi hành vi động vật bị nhiễm có liên quan bệnh tâm thần phân liệt hay không. Trong trường hợp sản phụ bị nhiễm ký sinh trùng có thể gây sảy thai, chết non hoặc là trẻ mắc bệnh Toxoplasma bẩm sinh với biểu hiện đầu to dị thường. Hai, Junchi Wacherida gây bệnh chân voi. Junchi Wacherida bancrofti là loài ký sinh phổ biến ở Đông Nam Á. Vòng đời của nó bắt đầu từ khi một con muỗi nhiễm ấu trùng giun hút máu sinh vật chủ. Hàng trăm ấu trùng sẽ lúc nhúc di chuyển mạch máu. Chúng sẽ di chuyển đến mạch bạch huyết. Ở đó, chúng phát triển thành giun trưởng thành dài từ 7-10 cm. Giun trưởng thành sinh ra vô số ấu trùng, chúng rời mạch bạch huyết, di chuyển các cơ quan khác. Vào ban ngày thì ấu trùng nằm trong phổi. Đến đêm, khi nhiệt độ cơ thể vật chủ hạ thấp, chúng bò ra ngoài da để nhờ muỗi mang đi phát tán, bắt đầu vòng đời mới. Những trường hợp mà nhiễm nghiêm trọng, Junchi gây ra bệnh phù chân voi, hiện tượng xương phù ở chân với kích cỡ khủng khiếp nhất. Junchi có thể ký sinh hàng chục năm trong cơ thể trước khi bị phát hiện thông qua các triệu chứng về hô hấp. Do ấu trùng tập trung trong phổi, thường bị nhầm hen suyễn. Qua nhiều năm thì xác chết của Jun tích tụ mạch bạch huyết gây ra hiện tượng xương phù ở chân, mừng mủ, chảy nước dịch ở chân lông. Và vị trí đầu tiên video ngày hôm nay thì đó chính là dẹp, hút máu. Vòng đời của dẹp sẽ bắt đầu bằng hành động giao phối đầy bạo lực của ấn đực khi nó dùng cơ quan sinh dục của mình đâm vào lưng con cái và thụ tinh những cái trứng. Vết thương ở con cái sẽ liền trong vòng 24 tiếng, sau đó thì nó bắt đầu đẻ trứng. Mỗi ngày nó đẻ khoảng 12 trứng và trong một vòng đời có thể đẻ 500 trứng. Trong vòng 10 ngày, những cái trứng sẽ nở thành nhộng và những con nhộng sẽ lập tức bị hấp dẫn bởi nguồn máu nóng của động vật như gia súc hoặc con người. CO2, hơi thở và nhiệt độ cơ thể con người là những yếu tố hấp dẫn dẹp. Chúng dùng vòi của mình hút máu vật chủ quan trong lúc ngủ. Dẹp từng sinh hoạt về đêm. Sau khi hút no, dẹp ẩn trốn để tiêu hóa trong khoảng 7 ngày. Sau đó thì chúng lại xuất hiện kiếm ăn. Chúng lột xác khoảng 4 lần trước khi trưởng thành, giao phối và bắt đầu vòng đời mới. Khi bị cắn thường xuất hiện triệu chứng ngứa, vết cắn bị sưng đỏ.
chúng niệm gây trằn trọc, khó chịu vào buổi tối cho con người. Và video này lại hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và nhớ subscribe, ta càng ngày tức đón xem video mới nhất của mình nhé.